anh bên này. Nếu hai anh chị cùng đi luôn, hai anh chị cùng đi cùng xe nhà mình nữa. Còn anh kia là của mình riêng cho nhà, như là của mình. Rất là đông đảo luôn cả nhà ơi. Đến đây là mình bắt đầu mình uống sữa đậu nành. Đây là tô hủ tiếu tiếp theo của mình nè, đại gia đình ơi. Còn đây là ly sữa đậu nành của mình. Chúc cả nhà mình ăn ngon nha. Đây, chúc anh Đại ăn ngon anh Đại ơi. À. Chào. Đang ăn ngon lắm rồi. Rất là vui luôn cả nhà ơi. Đi thăm tiếp đi, rất là vui. Gia đình tiếp tục hành trình đi Phan Thiết nè. Đặt chân xuống và cái thang thang sau đây ạ. Cái thang thế này thì sẽ để trong phòng.
xào là cái gì, ướp cà xào là gì đấy? À, mực xào ướp. Mực xào ướp cả nhà, mực xào ướp nè, rau luộc nè, rồi sò gì, cái này sò điệp hả? Đây là sò điệp nha, phải không? Sò điệp, sò điệp nước mỡ hành.